Dạ, Ngôn xin gửi lời chào của chú anh chị nha. Hiện tại thì Ngôn đang có mặt ngay tại nhà của cô gái người tí hon. Và để hiểu hơn về câu chuyện ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi video của Ngôn nha. Nay nói chuyện nhiều quá. Vui mà. Vui. Bữa nay la chị Thảo quá trời luôn, la quá chừng luôn. Bỏ cho bóp hả? Cái nhà mà để lộn xộn là không phải nhà mà sắp phải có nơi chỗ nào ra chỗ đó. Dạ. Cái này là bố không con giải phóng mà giờ con phóng con giải phóng trong đây rồi. Hôm nay nói chuyện vui vẻ quá. Sáng đâu bà nó sợ luôn. Sáng con bà lại làm. Phóng trong đây. Ừ. Hỏi ra cũng nói. Ờ, có phóng nữa kìa. Dạ. À, cái đó là cái gì, cái đó là cái gì, cái à, phát nhiều á. Chị hai cho hả? Có nữa kìa. Có mua cho ly cứ cuốn này đăng ly vẽ nè, là ly. Trả lời ly nè. Là ly. Nè, cuốn này vẽ đẹp lắm nè. Dạ, Ly tự trang điểm thì đẹp không ta? Được không? Ly tự trang điểm được không? À, chị hả? Chị hai trang điểm giùm hả? Chị hai biết cách trang điểm. À. Ủa, chị hai đi hả? Mai về thành phố đi học tiếng Ly có đi thành phố luôn không? Đi thăm Huy không? Đi thăm Huy không? Nè, ly vẽ tặng cho tấm hình coi trời. Nè. Nay bệnh à. Nay bệnh rồi, nay bệnh rồi. Nhiều đi bệnh viện. Nhiều đi khám bệnh. Không có mũi không nè. Ăn kia nữa phải không? Cái cuốn album đâu rồi Ly, cho coi cái cuốn album coi, album vẽ đó. Cắt rồi hả? Dạ. Dạ. Bà mua. Nội mua ấy. Không, chị đó mua. À. Bữa nay ly sổ mũi. Miên miên. Nhất tay nhất chân nữa kìa. Nhất cái chân nữa kìa. Nhất chân. Xấu không à? Nhất chân là lên cái tay nữa. Không chạy xấu không à? Gì hả? Đi mạnh nó đâu. Vậy là Quy chỉ xem như là bạn thôi, chứ không có suy nghĩ gì phải không Ly? Nè, sắp đâu có Ly ơi. Đi vào. Hai hộp viết này là viết đã luôn à. Còn trong tủ nữa kìa, chưa có lấy ra. Còn nữa hả? Còn tôi dùng tới lấy chị. Anh Nhân hỏi cái này cái nữa hay. Như là chỗ Quy là nghĩ là bạn thôi. Đúng không? Bạn thôi. Bỏ vô nè. Đây nào, đây nào, chị này làm đâu thiếu rồi, đâu thiếu rồi, chị hai chạy nữa rồi, chị nói lại rồi, chị nói lại rồi. Mi sắp sao cái năng chứ ngoại mà ngoại đó không biết sắp phải sắp lộn xộn không nghĩ sao là thiệt. Quá trời hoài. Chắc
đâu đi còn nữa đó, nhiều lắm. Quá trời. Ui, ra ngồi chỗ này chưa, chứ không có dậy à. Đây ngồi bà nội bánh mì của hai ông có bên đó. Lãnh nhau mà cũng hai bên nha. Nha con. Xuống đi. Mở anh cho em không ạ? À? Anh có phải tặng gì á? Mở cho em không ạ? À? Ơi, cho em không ạ? À? Bữa nay bạn mua đồ đẹp quá. Đồ mới đi chợ mua hay gì lấy? Không, đồ nhấp chổng. Đồ cũ hả? Một tủ đồ luôn mà. Còn kìa nhớ mới mua để chống chổng luôn. Nhấp luôn đó, đồ nhấp chổng luôn. Bữa mình hẹn đi chợ rồi không thành, tại tại trời mưa, bữa nay mình hết trời mưa rồi đi chợ ha. Bữa hổm đi về đi chợ mua cải sữa này. Mà mưa sao mình đi, bữa đó mưa mà. Bữa hổm mà mua, bây giờ không có mua mà ăn cải sữa. Chị hai chị đang nhắc kỹ đó. Đó, cô đi mà. Trời ơi, bữa đó mà làm... đi ăn cải sữa mà. Mới đi chuyện qua, ông hổm đâu có đi, bữa đám dỗ luôn đi. Bữa đám dỗ ngồi đợi đi trà sữa đó, rồi mưa đó. Nói thì cũng chị hai không mà, chị hai chị cả. Mưa anh mà, rảnh quá. Vậy là Ly thích ăn trà sữa. Chút nữa ngon chạy ra ngoài chợ ngon mua trà sữa cho Ly nha. Mua hơn Ly ăn hương gì? Nó nhiều hương lắm nha, trà sữa nó nhiều hương lắm nha. Đi Sài Gòn không? Đi Sài Gòn không đi? Không đi hả? Đi đâu quý? Mấy Ly để cái này gần gần, nó nói chuyện nó lớn rồi Ly nha. Nữa, sĩ cục nữa, ra xử ông giờ. Nghĩa ông rồi đó. Nói chuyện đi. Biết cục đó cục gì không? Cục nói chuyện nào để đại đi. Cục đó khác cục kia. Ví dụ kia anh Phú anh đợi này, ai nói cũng nghe hết. Vậy đó, phải cái đó không? Đâu đưa cho mà. Kia cục kia nhỏ hơn cục này. Nhỏ nhỏ hơn cục đó hả? Cục này nó dài hơn. Kia nó có con dây mà. Em bỏ sọt gác đi Ly ơi. Cũng vụ này nè, mấy tóc anh Phú nè. Vậy đó. Cái đó cái gì đâu, cầm lên coi nghe nghe đâu, nói chuyện coi. Nói chuyện là nó thâu tiếng Ly đó. Thử alo coi. Alo bà. Không nghe tiếng đâu, nó không. Vậy đó. Vậy tiếng rồi, hô quá. Hò quá ha. Nha, thằng nữa đó. Hò quá. Đau họng lắm. Nó ngồi gác họng chết đi. Tại uống trà sữa nhiều á. Uống hết chịu mà. À. Nhưng mà tại bệnh, nó ho. Hồi đó cũng ho đó. Uống sữa, uống da trâu. Bé Ly 19 tuổi mà nói chuyện lanh ha. Uống trà sữa quá nó ho vậy. Không phải, uống sữa kia kìa ố ra chân luôn. Ố ra chân luôn. Ố không còn gì nữa. No quá đó. Không, no, ố à. Ố không muốn vô đâu ấy. Wow. Ráng uống hết nổi vậy, nửa ly thôi. Không, một hai ép cho bằng được. Nổi ép hay gì? Ép. Ờ. Ép uống không hết uống sữa mà. Hồi nhỏ thì uống sữa nhiều, giờ lớn không thích uống sữa. Không thích uống sữa hả? Cái cục đó đẹp hả Ly? Đẹp không Ly? Cục đó đẹp không? Cái chút nó bể nè, nó trội bể. Trội Ly. Dễ gì, Ly dễ gì ha. Dễ. Bỏ sập rác Ly. Cục đó nói chuyện mà. Nhà tao không nói chuyện. Chơi không có ngâu luôn nha. Cầm thôi
thích cái cục đó hay là thích cái kia, thích cái chui kia? Không, không hết cái nào hết cả. Không hết cái nào. Ngủ ngủ này nè, mấy tóc nè. À, cái đó mới thích ha. Tức á, mới tức á. Tóc thì có anh. Sao tức, sao tức, nấu đi chút đi. Nghe nấu ra nghe hết cho mày. Xấu hổ con chết à. Xấu hổ con chết à. Con gái người ta vậy chứ sao? Con gái người ta... như con trai mới ngồi nói đẹp đẹp con à. Hiểu gì con gái đâu, con gái người ta phải thì mị, người phải thì mị phải khét nét chứ đứng như chị Thảo hồi nãy không được, không có được đâu, không có được đâu. Sao sao thấy chị Hai biết múa nữa đó, chị Hai á biết múa nữa đó. À, chị Hai tiên à. Gọi là đi thưa về trên mới được. Chị Hai, chị Hai chỉ múa. Ly biết múa không? Không. Đâu rồi, rồi. Không thích nhạc hả? Nhạc gì đâu không à. Nhạc đâu mà người lớn không à, ai mà nghe. Hát còn dở nữa, hát không có hay đâu. Hồi nào rồi đấy, dạ, sung lắm. Làm như mình hát hay lắm. Hát dở là như hát hay lắm hả? Hát hay thì mới vỗ tay vậy, vậy á, phải hát nhẹ à, chứ không có, không biết nghe ồn à. Ờ, vỗ tay chừng thứ cục người ta nghe. Lấy cục cái hát vỗ ai mà khen. Lấy cục cái trò chơi á. Nghe bộ không hả, trời ơi, nghe cái nhạc kia hả, nó rên, chị không vỗ về. Trời ơi. Không bỏ chị vỗ tay luôn. Chào chị Lê Kim Phượng nha. Mà phải chim mà có cục còn hả, nhét vô đây khỏi nghe. Bịch lên luôn. Nghe ồn muốn chết, ai mà chịu nhỏ. Bệnh tim mà làm khăn tim luôn á. Trời ơi, bệnh tim hả? Bệnh tim mà. Sao ai mà nghe nhạc? Khi mà người lớn mà bệnh tim mà nghe nhạc này là mỏ tim chứ gì. Cái nó nghe nhạc là căng thông thì có. Chúc Ly nói chuyện dễ thương quá. Biết hết á. Biết chứ sao không biết. Nhìn Chúc Ly như đứa bé mà. Dạ, cô chú anh chị ơi, thì đó là cuộc trò chuyện cùng với cô gái người Tí Hon. Thì để Ngôn sẽ nhanh chóng cập nhật những câu chuyện vui mới cho cô chú anh chị được xem nha. Còn bây giờ Ngôn xin phép được kết thúc clip và gửi lời chào cô chú anh chị ạ.